Song Seo, Nguyễn Minh Tâm. Một cái rất đồ sộ. Đúng là một tác phẩm song siêu. Hiện nay đứng ngược ánh sáng mặt trời. Tôi đã đứng chích sang bên. Cũng rất có nhiều anh em đứng ngắm nhìn. Như tôi đã giới thiệu với các bạn, những tác phẩm mà được ngắm nhìn là những tác phẩm có nhiều nét đặc biệt. Đây là một tác phẩm song siêu rất lớn ở các góc độ khác nhau. Ngoài hai cây siêu ra, nó còn có thêm một phần phụ, không biết là tác giả mô tả gì. Nếu tác giả có đây tí, tôi sẽ hỏi xem là muốn mô tả một điều gì. Nếu ngoài cái hai cây siêu đã đẹp rồi mà lại thêm một phần đằng sau, thì không biết là tác giả định làm mô tả như thế nào. Ôi, xem tác giả đâu nhỉ? À, tác giả đây rồi. Chào anh. Vâng. Thế anh đang thuộc Hải Hậu này thì thuộc xã nào ạ? Con ở trong xã Sài Sơn. Anh cứ xin xin là em được. Vâng, vâng. Ở Sài Sơn anh tên là gì nhỉ? Tên là Minh Tâm ạ. Minh Tâm. Con ở trên mạng Facebook này là Bonsai Minh Tâm. Bonsai Minh Tâm. Hôm nay sẽ giới thiệu cây Bonsai Minh Tâm với các bạn. Bạn em lên đây có nhiều tác phẩm không? Dạ. Em mang bao nhiêu? Em đây có 2 tác phẩm này. Vâng. Đây tác phẩm này là to nhất. Một cây rất đồ sộ. Vâng. Những đường trườn nhưng mà lại tạo thêm mấy cái nguyệt sẹo như thế này. Có lẽ là sau chẳng cần tạo đâu. Chẳng cần tạo làm gì, cứ để nó tự nhiên. Đường xoắn rất là ghê gớm. Có một điều là cây này được nuôi rất tốt, theo tôi nghĩ như thế. Đúng không? Cây này được nuôi bởi vì cành nó được nuôi rất là ghê gớm. Đúng, chứng tỏ là các anh rất giỏi về cái độ nuôi. Cành rất to và mập mạp. Giật lên như thế này. Đúng lúc chào cờ. Phía bên các cầu thủ bóng đá đang khai mạc. Chào mừng 135 ngày thành lập huyện. Đằng sau anh muốn mô tả một cái gì mà anh lại để, nếu đọc xong siêu đó đẹp anh lại để cái này là ý nghĩa gì nhỉ? Thế đằng sau hay là cứ để thôi? Cứ để cho kết nối thôi hả? Vâng, vấn đề kết nối là cái là tài sản. Vâng, vâng. Hồi đó là 135 năm thành lập huyện Hải Hậu. Những đường trần của nó phải nói là nếu già đi thì rất khủng khiếp các bạn. Này đường chạy của nó. Cái hai thân của nó rất là cân đối. Và đây là cái hai thân nhỉ? Hai thân rất cân đối. Là tác phẩm song siêu. Và đây nó là song siêu. Nhưng mà các đường trần của cây rất ghê gớm. Nếu một thời gian nữa thì chắc chắn là độ già lua tăng lên thì những tác phẩm này cũng là một tác phẩm khủng khiếp của những người chơi trẻ. Nguyễn Long Vân bác ạ. Con đặt cho là Nguyễn Long Vân. Nguyệt Long Vân. Vâng. Một cây trực hoành. Trực hoành nghĩa là trực gì nhỉ? Cái này thì nó là trực hoành bác ạ. Vâng. Nhưng mà tên con thấy lấy nạ thì tí đặt là Nguyệt Long Vân. Vâng, Nguyệt Long Vân. Đó là do tác giả đặt thêm cho tên tác phẩm. Thử xem là tác phẩm to hoặc một tác phẩm bé, xem có gì đặc biệt. Được cái là tảng đá rất đẹp. Gắn trên cây này là rất là hài hòa đấy, cũng được. Vì cái ăn nhau ở cái tảng đá này. Tôi xin tuyên bố khai mạc giải bóng đá các câu lạc bộ Hải Hậu tranh cúp Đồ Tô năm 2018. Chào mừng 72 năm cách mạng tháng 8. Tác phẩm phi lao
Việt Nam. Quỳnh Vân. Quỳnh quần thụ rất là lạ mắt. 5 cây. Có lẽ là sẽ đi chọn những tác phẩm đẹp để khoe những tác phẩm như thế này. Đó là đồ sộ bảo vệ của nó. Rất ghê gớm. Cứ gập chân nó vào, kéo kéo chân nó vào cho đỡ. Ừ, kéo cái được ngay mà. Thôi thôi, không vấn đề gì, cứ quay thôi. Đừng quay chơi thích. Một tập phòng còn xài. Rất là lạc lõng, để mãi ở đây. Ta nghe phải chỗ à. Chúng là tình yêu cây tha thiết. Nào, có thích không? Thích không đạt ma ôm cây không? À. Trẻ con, thì thấy mọi người là thích không? Rồi. Có tác phẩm nào không anh? Em không đi ấy vậy đi con. Đi chơi đi hả? Vâng, cây này đẹp rồi con nhỉ. Vâng, cây này đẹp. Mình đang chọn những cây lộ ngộ đẹp một chút để quay. Chứ một không gian như thế này thì... Bác à... Bác quê ở đâu nhỉ? Bác ở Bắc Giang. Bắc Giang rồi cơ? Vâng, vâng. Hòa Bắc Giang. Đây chắc là bộ tam đa. Bộ tam đa của người ta này. Trực quyền. Bên cạnh là trực quyền. Ở giữa là cây giáng trực. Cây này đẹp đây. Nói chung là nếu mà nói thằng Vương cây nó đẹp. Vương ở đâu ạ? Thằng Vương quê Hải Phú. Đâu nhưng mà cây nào? Cây nãy có quay đầu tiên đấy. À. Đẹp. Bữa trước qua cái dạng chồng xuống nhà nó quay. Nó là công gì? Công Phương. Đấy là công Phương đấy. Cây nó đẹp đấy. Rất đẹp. Có lẽ là rất giỏi. Những trùng quả đang ra. Rất
đơn vị và cá nhân 5 triệu đồng. Nghệ nhân Trần Văn Trung 3 triệu đồng. Ông Nguyễn Tư Hoàng những tác phẩm được gọi là mắt họ gọi là cái gì của chắc thì em mới biết tên lần đầu tiên đây là hai giờ là nó cái giả nó như là du cái dáng rừng còn biết cái này chắc không ý cái mấy thằng nó vào đây của chắc đây đây mới riêng xong cái này qua qua của chắc nguyên sinh chắc chắn là vị sâu họ khoét đây là chắc chủ là chủ nhân trong mình biết cái này đẹp cái này đẹp của nó cây gỗ chắc giật giả ông Mai Công Tín giật cái sáng mặt trời cảnh rất già nua có lẽ là cái này là một trong các cây đặc biệt ông Nguyễn Tiếp Kèo chủ tịch ủy ban nhân dân xã Hải Tây 1 triệu đồng ông Phạm Văn Minh xã Hải Phương 1 triệu đồng